Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nó Mát Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta lại trở lại với chợ Châu Thạnh, Châu Đốc mình nha cô chú anh chị. Dạ, ở đây là phía chợ thì cũng nằm sát ngoài đường như vậy nè. Dạ, còn đây là hướng đi vào chợ, và còn một hướng bên kia nữa cũng đi vào chợ. Nhưng bà con mình thì bán thì cũng dọc theo hai bên đường. Xin mời tất cả mọi người cùng tham quan một vòng chợ nha. Xích vô trong thì có cá, tôm rồi đó cả nhà. Thôi mình đi ra vô trong chút xíu nha. Chứ thấy hôm nay bà con mình đi chợ cũng đông lắm nè. Đường này đi vô trong kia thì là cá tôm rất là ngon nha cả nhà. Nhưng bà con mình bán thì cũng ngồi dọc hai bên đường vậy nè. Đó. Nói về chợ quê miền Tây thì đồ ăn rất là ngon. Bà con mình cũng săn bắt được á, rồi cũng mang ra bán. Có sang có mua lại của bạc hàng thì cũng là cá ngon lắm cả nhà. Mà rẻ nữa nha. Hôm nay thì Kim thấy chợ bà con mình đi chợ cũng đông nè, rồi hàng hóa thì bán cũng nhiều lắm. Chợ nào cũng vậy cả nhà, chợ nào Kim cũng thấy bà con mình buôn bán rất là nhiều. Cũng rất mừng là sau Tết rồi thì bà con mình buôn bán sinh hoạt rồi, tất cả gì cũng cuộc sống đi lên, cho nên thấy cũng mừng cả nhà ha. Mình làm ăn được cũng rất là mừng. Dạ. Đây thì ốc. Ốc nè. Trời ơi, rồi chuột hả? Chị chuột đồng mình. Dạ, 100 ngàn. Dạ, 120 bởi vậy
đó thành ra là em chắc là mối quen mối quen. Dạ em cảm ơn chị nha. Chuột đồng á thì tùy theo người, người có khách quen thì bán 100, còn khách lạ thì bán 120 cả nhà. Chuột chuột đồng. Dạ. Nó chuẩn đi xe nhà đó. Nhà chợ bữa nay chuột đồng quá trời luôn. Chuột đồng quá trời. Phải chuột đồng không chị? Chị hỏi nhiêu ký rồi Phương. Dạ. Dạ. Còn ha. Cái này có chuột đồng rồi. Có cái gì này có chuột đồng lắm rồi. Giờ à. Không biết tao đi với ai mà tao dòm không biết đi với cái xe lượn chân mỗi con da ai. Chuột đồng cái chỗ thì 120, chỗ thì 101 một ký nha cả nhà. Thôi bây giờ mình đi ghi hình tiếp tục cho bà con mình xem chợ buôn bán ha, người mua người bán nè. Nói đúng ra thời điểm này là cũng vừa đúng là cái nhà mình đi cũng không trễ mà cũng không sớm quá, cho nên giờ ngay lúc này thì bà con đi chợ cũng cũng đông vui nè. Hôm nay thấy cá chốt nhiều quá cả nhà. Chợ Châu Thạnh cũng rất lâu rồi mình mới trở lại đây để mình ghi hình một lần nữa. Thì thấy bà con cũng buôn bán cũng sầm uất nhộn nhịp, thì thấy cuộc sống của bà con mình buôn may bán đắt thấy cũng rất là mừng cả nhà. Với hồi lần trước thì
ngoái mình đến đây mình dư thì cũng buồn lắm. Dạ. À, bà con cũng than quá trời luôn. Rồi năm nay trở lại thì thấy vui hơn, thấy cũng mừng. Những sạp hàng quá rau củ ngon lắm hay cả nhà ha. Cái này là đậu rồng. Đậu rồng, đậu rồng nhà bẻ ra hả cô ha? Dạ, chị mặn gì đó. Dạ, con quay YouTube à. Cứ lâu lâu gì cũng đi quay chợ rồi đăng lên cho bà con xem. Khéo quá ha cả nhà ha. Trời ơi. Làm cá như vậy khéo quá. Lấy ra được hết thịt luôn mà không có bị xương nè. Dạ không có đăng lên TV, bà con ai coi thì coi vậy đó. Ở đâu coi cũng được hết. À, khu này thì bà con mình bán tạp hóa thôi. À, cá tôm thì hồi nãy mình đi ngang qua rồi. Cái này là gà công nghiệp nhưng mà ngon quá ha. À, những cái này là nhiêu ký lần chị? Dạ. Ở trong đây thì bán tạp hóa thôi. Trời ơi, có mấy bộ quần áo nít dễ thương quá trời luôn. Đó đồ của mấy bé. Chợ Châu Thạnh. Hồi nãy giờ mình đi vòng vòng ở ngoài không à, bây giờ mình đi kiếm cái nhà lồng có ở đâu rồi. Đi vô nhà lồng chút xíu cả nhà ơi. Sữa mộng vỏ sách nữa. Vậy lên bỏ câu trang ra cho bà con người ta nhìn, người ta biết mặt, ta tới ta ủng hộ. Ủng hộ cho em, bán rẻ luôn. Đưa lên đài nè chị. Ấm áp miền Tây chị ơi. Ấm áp miền Tây. À, thôi mình đi nãy giờ vòng vòng ở ngoài rồi, bây giờ mình đi kiếm cái đường mình đi vô nhà lồng cả nhà ơi. Đi vô trong nhà lồng coi bán hả? Có đường này vô luôn hả? Rồi em đi ha, đi xíu nha. Trời ơi, bé ngồi nè, dịnh nha con để té nha. Trời giờ sách đẹp quá trời luôn hà, làm đẹp cho chị em phụ nữ mình nha. Dễ thương quá. Đủ màu hết trơn, đẹp quá cả nhà, đủ màu đủ kiểu. À, còn bên đây trước màn hình mình là xe nước mát nè, đó. À, xương sâm nè, xương sáo. À, rồi bánh lọt nữa. Đủ thứ ha cả nhà ha, nước mát nha. Ủa, đẹp vậy. Ủa, màu đẹp vậy.
nay thì mình đi cũng còn đúng thời điểm, cho nên là bà con đi chợ cũng đông vui nữa. Thôi bây giờ mình rẽ đi vô trong nhà lòng chợ nha. Rẽ đi vô nhà lòng chợ nè. Để coi trong này bán quần áo, bán vải rồi trong này cả nha. Nãy giờ mình đi ở ngoài rồi, giờ đi vô trong đây nha. Đây cũng có sập thịt nữa nè. Trời, thịt ngon quá cả nhà. Đúng rồi, YouTube. Thôi mình đi nữa. Đó, hành tỏi. Hành này thơm dữ lắm luôn nè. Hành này mà gan cơm ngon thơm. Bữa nay nhiêu ký vậy? Hành gì? Hành Vĩnh Châu. Ây da, cái này là gian hàng đồ si nè cả nhà ơi. Cái này là đồ si. Như mình muốn mua thì mình phải có thời gian ngồi để lựa cả nhà, chứ không có sẵn đâu nha. Mình thích cái kiểu nào mình ngồi mình lựa. Nhưng mà rẻ lắm cả nhà ơi, rẻ lắm. Nhiều kiểu mình lựa mặc vô là không có đụng hàng đâu nha. Hồi dạo trước mình cũng thích ngồi để lựa đồ này lắm, nhưng bây giờ từ ngày làm YouTube tới bây giờ thì không có rảnh. Không có rảnh để ngồi lựa nữa. Dạ. Trời, cái này nhiều khi lựa nhầm cái ha, mặt đẹp không có đụng ai hết trơn á. Sao đụng hàng đó, áo vàng nó vừa không, áo vàng nó đẹp á. Ủa, muốn cho thấy không quên. Đẹp quá à. Thôi mình cũng không có rảnh để ngồi lựa cả nhà ơi, đi quay phim cho mọi người coi thôi. Trong nhà lòng thì quần áo may sẵn, rồi nhưng mà Kim thấy cũng có nhiều sạp bỏ trống rồi cả nhà. Cái này là dừa nạo sẵn. Dừa nạo sẵn hả chị? Dừa nạo sẵn, mình mua một miếng đi. Ở đây tại nhờ xe chạy vô được nè. Dạ. Rồi chị, mình ngồi như vậy thì mình có góp chợ không? Góp tiền chợ không? Có chứ chị. Cũng góp đó ha. Sạp là để thôi, chứ mình để lại vậy dưới này vậy đó hả? Ta mua cái là bán cho lẹ. Cho dễ. Rồi thôi chị bán hàng đi, em vô trong nhà lòng xíu nha. Đây là chợ Châu Thạnh nha cả nhà. Cái bà con mình bán đồ cũng ngon lắm. Đây nè, đây là gà ta mình nè. Còn mình thì mình thích ăn gà Tam Hoàng. Gà công nghiệp. Mùi vị chiên. Trong nhà lòng chợ thì bán vải, quần áo đồ may sẵn. Nhưng thôi mình đứng đây mình nhìn vô thôi, chứ mình không đi vô nữa nha cả nhà. Đứng đây nhìn vô thôi chứ mình không vô nữa đâu. Rủ vô nữa hả? Tính đứng ở ngoài ngóng vô thôi, không vô. Thôi giờ rủ thì vô. Đó, trong nhà lòng sạch sẽ lắm nha cả nhà. Bữa nay thấy bán nhiều rồi, nhưng mà chỉ có mấy sạp này là không bán nè. Chắc bà con mình đi cúng chùa hết rồi, không bán nè. Đi hành hương. Còn đây thì đó, quần áo đẹp không? Người ta quay rồi đó. Bữa nay ghé thăm lợi nè. Bữa nay ghé thăm mấy người đẹp nè. Nay chợ khách lắm chị ơi. Nhưng mà cũng vui rồi nè, cũng có mấy hàng ngồi bán rồi nè, chứ hôm trước đúng rồi, nhớ không? Mà lần trước mình quay dắt xe. Dạo này bán đỡ không? Trời, nhiều đồ đẹp quá ha. Này quá dám rồi chị, đăng lên bán em ơi. Cũng cứ vậy hoài. Đăng lên bán chợ hả? Thôi ha, em không biết đăng lên bán chợ hả? Bà nói gan chợ lắm ha, bà dám bán ha. Nói chợ Châu Thạnh. Bán nhiều, sáng giờ chưa mở hàng nè.
giờ này cũng còn sớm mà, mới chừng 8 giờ, 8 rưỡi chứ gì. 9 giờ hả? Trời ơi, vậy bữa nay giờ quá vắng rồi. Vậy bữa nay mình đi trễ quá vậy ta? 9 giờ á chị. Tại ngày hôm qua là đi quay ở núi Cấm. Quay cái đồ của em đi chị. Bán. Chứ không đòi bán chợ nha. Em giờ em bán đồ trên online rồi chị ơi. Chợ này vắng dữ lắm rồi. Thôi online cũng được. Điều cái là mình phải mắc công đi ship. Kìa bên kia có đồ sida một đống bên kia. Sida nóng luôn. Bà con súng nhau ngồi lựa nhiều cái đẹp lắm nha. Lựa mà phải cho có thời gian ngồi lựa kìa. Nay sao tự nhiên mở bên đó vậy rồi ta mặc đồ cũ không ta đâu mặc đồ mới. Giờ chợ bây giờ nó vắng. Tại rẻ quá mà đồ sida rẻ quá mà. Ấm áp miền Tây của tôi đó. Ấm áp miền Tây đó. Ấm áp miền Tây đó. Ủa bắt lên trên đài truyền hình trên cái YouTube á. Thì từ từ coi. Người ta quay nhiều chợ lắm mà, đi coi chợ Nha Mân, chợ cái Tàu Hạ đồ được đi. Tàu Thượng, Tàu Hạ đồ quay nhiều lắm, nhiều chợ lắm. Ừ. Chợ Châu Đốc cũng mới quay bữa nè, bữa nào ta? Bữa nào mà bà con về đi du lịch về quá đi du lịch rồi. Thứ bảy chủ nhật ấy chị. Đông quá, đông luôn kìa. Bữa thứ bảy chủ nhật nó đông chứ. Đúng rồi. Trời ơi, họ ghé mấy gian hàng mắm khô thì thôi đó, đặt lù luôn, đông quá trời luôn. Mà nói, ê mày, tao gặp mày rồi, nó nghe mày, tao nói, phải rồi, em kêu chị Bách đó. Bây giờ gặp lại đẹp hơn xưa nè. Đẹp hơn xưa. Đó, bây giờ gặp lại đẹp hơn xưa. Cũng vẫn nụ cười tươi đó, cũng vẫn... Đấy, mà cũng còn vui vẻ. Mà điều cái là cũng còn vẫn số ký lô đó nữa. Không thay đổi gì hết á. Đẹp hơn không à. Nhưng đừng có nặng hơn nha. Cỡ đó được rồi. Thôi cả nhà ơi, nãy giờ mình đi qua vòng vòng chợ, xong rồi bây giờ vô nhà lòng thì cũng gặp lại em gái bán đồ. Hồi lần trước mình tới quay nè, cũng vẫn vui vẻ xinh đẹp. Ở đây này gian hàng bán nhiều đồ đẹp lắm nha, cả nhà ghé ủng hộ nha. Đó mấy bộ thì sang ghê không? Sang ghê lắm á. Đó, mấy bộ này mới đẹp nè. Nè, đồ này cũng đẹp đó nè. Đó, mấy cái này mới sang mới đẹp nè, cả nhà đủ màu hết để lựa chọn nha cả nhà. Cái này là sao? Thiêu hay là in? Nó vậy, thiên á. Nó in lên luôn. Bởi vậy mình tưởng là thiêu. Đẹp không nè. Đủ màu hết cả nhà ơi, đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Hồi mua đem dễ sợ không? Trời ơi, mấy cái này mặc cái quần lửng đẹp lắm luôn. Áo này nè, áo này mặc cái quần lửng đẹp lắm. Thôi mặc quần jean cũng được. Quần jean cũng được, váy cũng được. Đẹp quá. Váy đồ cái gì cũng được. Dễ mặc ha. Mình mập quá mọi, phải ôm chút xíu nữa là mình cũng vớt cái này. Cái này đẹp. Váy đồ cũng được. Mình thì quần jean không à. Quần jean quần lửng. Quần jean nó mua đen. Quần jean quần lửng. Cứ jean trắng, jean đen, jean xanh vậy đó. Đẹp quá à. Cái này lên quần jean đen đẹp mà jean trắng jean xanh gì lên cái quần cái nào cũng đẹp. Mấy người đẹp mà mua đen đó là mặc cái này đẹp, mình cũng chịu lắm, mặc ốm quá, mập quá. Nó chở nó người ta đi luôn đó chị. Bởi vậy ta nói chịu qua bển rồi nó quay xèo xèo quá mà. Thì còn phải nói nữa, rẻ quá trời luôn, không dưới mấy ngàn cái à. Bởi vì người ta mua, người ta súng nhau, người ta lựa mặc xong người ta bỏ cũng được, nghĩ vậy đó. Nhưng mà cái đó thì mặc đi lòng vòng thôi chứ đâu có đi đám tiệc được. Đây nè, mấy cái đồ này mới đám tiệc được nè. Mặc lên nó sang đẹp thấy chưa. Đó đây nè, mà mấy cái này là áo lẻ chứ đâu phải là đồ bộ ha. Áo lẻ chị, bây giờ nó ra áo lẻ gì đó chị. Áo lẻ mặc quần đen này kia rồi vậy đó ha. Sang quá trời luôn nè. Đó màu đó rồi, mấy cái màu nâu nâu rồi nè, đẹp quá. Áo lẻ là đẹp không mà, có màu xanh luôn. Dạ sang quá ha, nó ra áo lẻ thì đó sang vậy ha, dành dễ thương. Đó mấy người mà tròn tròn như chị em mình nè, mặc lên là đẹp lắm. To anh luôn hết nè. Đó thấy đi. tao lên đi. Facebook nè, thấy không, lên YouTube chứ Facebook đâu bút hoài lên, vậy lên YouTube. Lên YouTube. Facebook ít ai coi lắm, tại vì sao biết không, mình kết bạn ta mới coi được. Còn đúng cái này vậy, mình đăng lên cái là đăng lên ai cũng thấy hết. Khắp trái đất này ai cũng coi được hết. Ở đâu có mạng là coi được hết. Ba ngày có hả chị? Thì chắc vậy, chắc 3 ngày đi. Chứ tại vì là còn quay núi Cấm hôm qua đó, rồi đăng mấy cái chùa ở núi Cấm đi. Thì quay lên rồi đó. Lên đó thấy đồng không? Đồng trời ơi, đẹp hết, biết vui hết, biết luôn. Vui mà đẹp, ngày hôm qua chủ nhật đó. Người ta đi tới nó cái bãi xe lớn nó đậu, không có chỗ đậu luôn. Trời ơi, vui dữ lắm, lên hì người luôn, nghẹt nghẹt. Bán hàng đi ha, thầy dạ. Chúc buôn mai bán đắt ha. Dạ. Thôi kệ, mình cứ cười đi, tiền vô. Tiền vô như nước phải không? Tiền vô như nước. Đồ bộ nè, đồ bộ giống heo nè.
Cái đó đồ quần lửng không ha? À, quần lửng. Mà chị chồng tôi bảo khoái vậy lắm. Bà hỏi em gửi vô 40 mấy bộ tem về bển. Mình thì cũng nhiều lắm rồi, cho nên là đi không có mua sắm gì hết trơn á. Dạ. Với lại mình thợ may nữa, thích gì cái mua giải về cái cắt ra mặt rồi. Thôi đi nha. Dạ, cảm ơn chị nha. Rồi, không có chi. Bên kia là đồ sida rẻ lắm nha cả nhà. Nhưng mà vàng nhiêu ký vậy? Để thấy thấy em trai bán vàng vui vẻ quá, mình giỡn nha cả nhà. Đó, vàng ký nè, cả nhà mua mấy ký cũng có nha. Trời, đến đây cái thùng lừng luôn. Có, hồi nãy đi lại tới đầu đằng kia kìa. À, còn quở nói là đồ si này phải có thời gian ngồi lựa. Đó, nhiều cái lựa mặt là không học đồ si ra. Có nhiều cái lựa mặt không đụng hàng đâu nha, cũng đẹp lắm đó. Nhiều người nổi tiếng người ta còn mặc cái này đó. Nổi tiếng, mấy người nổi tiếng ta còn mặc đó. Người ta còn mua bóp sách, mua giày, mua mấy cái này người ta mặc, người ta xài đó. Thôi cảm ơn nha, cảm ơn ông chủ bán vàng nha. Đây, cả nhà muốn làm đẹp nha, đi đâu cái mình diện mình, cái mình lấy mình trang trí lên, về cái mình gỡ ra. Phụ nữ mình muốn đẹp là cũng phải nhờ đến mấy phụ kiện này nè, muốn sang là cũng nhờ mấy phụ kiện này. Rồi muốn cho mình hấp dẫn hơn thì là có những mùi hương của nước hoa các loại nha cả nhà. Trời thơm lắm rồi, chợ neo đủ thứ đây nè. Đó. Nãy giờ thấy đi lòng vòng ở ngoài rồi. Thôi vui quá cả nhà ơi. Chợ này thì hồi lần trước mình cũng đến đây mình ghi một lần rồi. Ấm áp miền Tây. Ấm áp miền Tây. Bây giờ mở cho coi, đi nhiều chợ lắm rồi đó. Thì mình có hai kênh, một kênh thì mình quay chợ với khu du lịch này kia, còn một kênh là quay đò không à. Một kênh quay bến đò, quay cúng đình chùa rồi đó. Quay với sớm. Quay với sớm cái áo đó. Ủa mà tiên cái áo đỏ này nè. Thôi thì nãy giờ cũng đi vào chợ thì cũng gặp người quen không thì cũng có một hai câu rồi nói đùa, cả nhà cũng đừng có giận nha, đừng có trách nha. Giờ mình tiếp tục lại đi nữa. Như mình nói đó, đây là đồ sida rất là rẻ luôn mà đẹp nha cả nhà. Trời, bác ơi, bác theo mình quá. Bả theo em từ em lúc em mua đó, thịt heo quay thịt heo á là bả thấy móc tiền ra rồi. Đẹp không? Bả đi theo qua tới đây đó. Trời, chứ bả không có lựa đồ. Nhưng mà tới đẹp giờ là bả biến luôn, bả không có lợi cái này nữa. Thấy bé luôn. Chị quay chị đừng có để anh vô chị ăn. Chị mình có vani không chị? Mình còn cái đường này nữa, đi cái đường này ra nè. Ồ, bên đây bán nhiều đồ kiểu quá nè. Đồ sứ đẹp quá cả nhà. Đẹp quá. Thank you.
Kim cũng nhắc lại nha, đây là chợ Châu Thạnh. Ở khu vực Châu Đốc mình nha cả nhà, từ chợ Châu Đốc đi lại một chút thôi. Ai nói ế đâu, bán chút xíu nữa hết rồi, ai nói ế đâu, vui vẻ là bán hết, vui vẻ là bán hết, đúng rồi, lên YouTube luôn rồi. Giỏi quá trời luôn, vậy không ế đâu, bán chút xíu là hết á. Ngon quá, thôi bán hàng đi ha, bán còn có chút xíu à, vậy mà nói là bán ế. Thôi đi nha, mua rồi, mua miếng. Em nói ở nhà có đủ thứ hết trơn á, tại em đi em muốn ăn em mua riêng gì đó, chứ mẹ mới đi chợ mua đủ thứ ở nhà hết trơn. Em đi nha, cứ vậy không à, vui vẻ. Quá muối. Dạ, em thấy cái rau đỏ đỏ nè, em thấy lạ nè. Dạ, cái đó rau dừa. Rau dừa thơm, dạ. Với ăn mắm thơm. À, cái rau dừa mà sao lá nó dài dài, em như thấy nhớ lá tròn hả chị ha? Dạ, không, cái lá tròn là rau dừa, nó rau dừa trâu. Còn này rau dừa cơm của mình là nó, dạ, nó dạ. Tím vậy đó. Ồ, lạ lạ, bởi em dạ. Tưởng đâu rau gì. Rau dừa cơm, chứ phải rau dừa trâu. Dạ. Thôi, em không có mua gì ủng hộ chị hết trơn. Dạ. Nếu mà quay người nào cũng ủng hộ cho sắc nhà nổi. Tại vì chị biết không, sáng cái là 6 giờ cái là mẹ đi chợ rồi. Dạ. Đó, đi chợ sớm lắm, mà em đi quay thì là ví dụ em bữa nay muốn ăn cái này thì là em mua về em ăn vậy thôi, chứ chứ nhà đồ ăn ê hề luôn vậy đó. Nói chị nghe, mấy chị làm nghề này mà mấy chị là quay một cái người chị nào cũng là ủng hộ cho là chị sắc nhà không nổi thôi chị. Dạ. Dạ, chị thông cảm em. Dạ, thôi em cảm ơn. Dạ, anh chúc chị buôn may bán đất ha. Dạ. Chợ Châu Thạnh đồ ăn ngon quá. À, thôi nãy giờ mình cũng đi lòng vòng quanh chợ, mình cũng ghi hình nhiều rồi cả nhà. À, thì mình cũng tạm dừng video của mình ở đây nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến, đồng hành và ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình buôn may bán đất thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.